Ba, chúng ta đã học xong khổ thơ số 3. Hôm nay chúng ta sang khổ thơ thứ 4. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm hiếu đạo con. Đọc câu thơ này các con nghe qua thì chúng ta cũng đã biết Thánh Hiền nhắc nhở chúng ta điều gì rồi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm hiếu đạo con. Vậy là cho dù là việc nhỏ, khi các con làm việc thì các con phải xin ý kiến của cha mẹ. Ở trường thì con xin ý kiến của thầy cô. Ở nơi nào mà có người lớn hơn thì chúng ta phải mở lời, phải có ý kiến, phải xin ý kiến, xin sự dạy bảo. Không nên tự làm. Vì sao mà chúng ta lại không nên tự làm? Cái thứ nhất là cái kinh nghiệm, cái trí tuệ của chúng ta chưa có, đang còn thiếu so với những người lớn. Đối với cha mẹ, đối với thầy cô, chúng ta đang là những người học tập. Chúng ta đang thiếu kinh nghiệm. Nếu như chúng ta mà tự ý làm thì dễ dẫn đến hỏng việc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta thiếu đi cái tâm cung kính, sự tôn trọng đối với cha mẹ, đối với thầy cô. Cho dù việc đó là việc mà các con biết rồi, chúng ta đã làm rồi, chúng ta biết rồi, nhưng có cha mẹ, có thầy cô ở đó thì chúng ta vẫn phải hỏi để thể hiện cái tâm cung kính của chúng ta đối với cha mẹ, cái sự tôn trọng của chúng ta đối với thầy cô, đối với người khác. Đây chính là cái thái độ mà những người mà học tập văn hóa truyền thống các con phải chú ý này. Không phải là cái gì chúng ta biết chúng ta cũng thích làm thì làm. Có những thứ chúng ta biết nó có thể nó chính xác 100%, nhưng cũng có nhiều thứ mà chúng ta biết, chúng ta tưởng chúng ta biết nhưng mà nó lại không chính xác. Đây là chúng ta tự cho mình là đúng, cho nên là có nhiều việc là tưởng đúng nhưng mà nó không đúng, rất dễ dẫn đến hỏng việc. Cho nên đấy, chúng ta phải chú ý cái chỗ này. Ngày xưa mà Khổng Tử đấy đi vào một nơi mới thì việc gì ngài cũng hỏi, việc gì ngài cũng phải hỏi. Thế mọi người mới hỏi là ý là ngài là thầy, là người có trí tuệ rồi, thông suốt mọi thứ rồi, sao cái gì ngài cũng hỏi? Thì ngài nói là khi đi đến một nơi mới mình phải hỏi han, làm gì cũng phải nên hỏi để thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với người khác. Thế ngay cả Đức Khổng Tử là người mà được thế nhân tôn vinh ngài là người thầy của muôn đời, là bậc thánh nhân, mà ngài còn thể hiện cái tâm cung kính tôn trọng đối với mọi người như thế. Khi đến một nơi mới thì chúng ta là những người học trò, chúng ta càng phải thực hành tốt cái điều này. Tức là tất cả mọi sự, mọi việc các con cũng phải nên hỏi cha mẹ trước khi chúng ta làm, cho dù việc này là việc nhỏ. Không nên tự ý làm theo ý của mình. Nó trừ những trường hợp thế này: cha mẹ giao quyền cho các con, tức là việc này cha mẹ hoàn toàn tin tưởng, các con tự quyết định thì được. Thầy cô hoàn toàn tin tưởng các con rồi, mà lúc này không có ai để hỏi nữa thì chúng ta tự quyết định thì được. Nhưng cha mẹ chỉ giao việc chứ không phải giao quyền nha, chỉ giao việc thôi, việc này cha mẹ giao cho con, thì chúng ta thấy cái chỗ nào mà không biết không rõ thì phải nên hỏi, phải xin ý kiến, thì như vậy thì mới đúng. Không nên tự ý làm. Cái này là cái căn bệnh của chúng ta rất là dễ mắc phải. Mắc phải rồi thì rất dễ tái phát, là rất dễ lặp đi lặp lại. Căn bệnh gì đó là tự cho mình là đúng, tự cho mình là giỏi, không cần phải hỏi ai cả. Đây là nó thể hiện cái thái độ là thiếu cái sự tôn trọng, thiếu cái tâm cung kính. Hay nói cách khác là chúng ta không có hiếu thảo đối với cha mẹ, tâm bất hiếu. Cho nên là mọi việc dù là việc nhỏ, chúng ta cũng phải hỏi ý kiến của cha mẹ. Khi cha mẹ nhắc nhở
mà chúng ta cảm thấy cái việc này mà mình vẫn còn nghi vấn, mình thấy mình là đúng cơ, mình như thế mới đúng, còn cha mẹ nói như thế thì là chưa đúng. Nếu trong tâm mà còn nghi vấn thì các con phải mạnh dạn phải xin ý kiến, phải hỏi lại. Cái trường hợp này cũng rất dễ xảy ra lắm các con, bởi vì các con nhiều khi các con cứ nghĩ là mình mới đúng thôi, còn cha mẹ nói thì không đúng. Nhưng mà lúc này chúng ta cũng đừng tự ý làm, các con phải chú ý chỗ này, phải bình tĩnh lại một chút, phải nhớ lại câu kinh văn này, phải hỏi lại, phải hỏi lại, thưa bố mẹ có phải là như thế này không ạ? Con thấy như thế này là đúng, không biết là con nghĩ như vậy có đúng không? Thì các con hỏi như vậy thì vẫn còn hơn là chúng ta tự ý làm. Nếu chúng ta tự ý làm mà nó hỏng việc thì đúng là chúng ta mắc lỗi rồi, mắc tội rồi, phải không nào? Cái lỗi là tự ý làm này, rồi là làm sai thì hỏng việc này. Làm sai thì hỏng việc, cho dù các con có làm đúng nha, cho dù các con có làm đúng, các con không hỏi lại, chúng ta vẫn mắc vào cái lỗi là tự làm, là lỗi bất hiếu. Lỗi bất hiếu, trừ những trường hợp đặc biệt, trừ những trường hợp đặc biệt nó ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tinh thần, tới thể chất, tới tính mạng của người khác, không kịp hỏi nữa, lúc này không kịp hỏi nữa thì chúng ta có thể, đây là những trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà trong những trường hợp mà có thể hỏi mà các con không hỏi là mắc tội bất hiếu. Chúng ta phải ghi nhớ cái chỗ này. Và tất cả mọi việc chúng ta nên hỏi người lớn, nên hỏi thầy cô để chúng ta đưa ra quyết định. Thì như vậy là chúng ta sẽ tránh được những cái sai phạm nó không đáng có xảy ra. Thì chỗ này là những cái lời nhắc nhở rất là căn bản. Thầy nghĩ là chúng ta cần phải tập luyện, cần phải học tập và mình phải thực hiện cho nó nghiêm túc. Bởi vì thực tế để quan sát thấy là có những cái trường hợp mà chúng ta tự làm đấy, chỉ một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng người ta cũng thấy được là cái tính cách của con người này rất khó bảo. Bảo một đằng thì làm một nẻo, tức là cha mẹ thầy cô chỉ dạy cho một đằng, đến lúc làm thì làm một cái cách khác, tự ý làm. Cái này nguy hiểm lắm các con, nguy hiểm lắm. Nó vừa làm tổn hại cái tâm cung kính của mình, cái tâm hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Mà nhỡ may chúng ta mắc phải những cái sai phạm thì chúng ta sẽ phải ân hận đấy các con, phải ân hận. Vậy thì có mất gì đâu, phải không nào? Chúng ta được học rồi, ta phải thực hành cho nó đúng thì chúng ta hỏi, nhưng chưa rõ thì chúng ta hỏi. Lúc nãy thầy nói đấy, kể cả chúng ta rõ rồi nhưng chúng ta cũng vẫn cứ phải hỏi. Hàng ngày các con được giao không biết bao nhiêu việc, được làm rất nhiều việc, thì việc gì chúng ta cũng phải nên hỏi, nên thưa hỏi. Có thể là hỏi, có thể là thưa. Thưa là thưa bố mẹ, con xin phép được làm cái này, con xin phép được làm cái kia. Thầy nói đơn giản như là cái đồ ăn mà để trong tủ lạnh thôi, các con muốn ăn các con cũng phải xin phép cha mẹ, không phải tùy ý mà lấy nha. Về thấy cái đồ ăn, cái món ăn gì đó mặc dù đói lắm rồi nhưng mà cũng không được tự ý lấy mà phải hỏi, phải xin phép. Bởi vì ngày xưa thầy thấy có những lần mẹ thầy nhắc này, đây là cái đồ này là thắp hương này, không được đụng vào đâu này, cái đồ này là đồ thắp hương nha, các con đừng có ăn vào. Thế bây giờ ví dụ là đồ thắp hương mà các con về mà các con đói quá mà các con bốc một nắm các con ăn thì thôi, phải không nào? Mắc lỗi rồi. Đấy là còn có thể tạm, còn phải cứu được. Ví dụ như là có những cái thứ mà ôi thiêu mà nó sinh bệnh không tốt mà để ở đó mà chúng ta không hỏi, chúng ta hỏi chúng ta ăn vào thì là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tới cả tính mạng của chúng ta. Đấy. Hoặc là có những cái thứ liên quan đến điện này, đến nước này, đến những thứ nó nguy hiểm mà chúng ta cứ nghĩ là cái này nó đơn giản, chúng ta sờ vào, chúng ta đụng vào, chúng ta không hỏi thì rất nguy hại các con, rất nguy hại, thậm chí là ảnh hưởng tới cả tính mạng.
Cho nên là việc tuy nhỏ chớ tự làm là dạy chúng ta phải cẩn thận. Thế các con thấy không? Sau này chúng ta học cái chương cẩn thận. Cẩn thận cũng chính là hiếu thảo. Khi mà chúng ta cẩn thận, mà cha mẹ nhìn thấy cái sự cẩn thận của các con rồi thì tự nhiên tạo cho chúng ta cái niềm tin đối với cha mẹ, thì chữ tín của chúng ta cũng chính là hiếu thảo. Ta có niềm tin đối với cha mẹ cũng là hiếu thảo. Còn chúng ta cứ tự ý làm cái gì cũng tự ý làm ấy, thì cha mẹ mất niềm tin. Mất niềm tin là bất hiếu rồi. Cho nên là việc tuy nhỏ chớ tự làm. Các con đừng có hỏi là nhỏ đến mức nào. Bất cứ việc gì nha, nhỏ là bất cứ việc gì cũng nên hỏi. Nên hỏi cha mẹ, xin ý kiến của cha mẹ. Ở đây chúng ta vừa có trải qua cả thi tốt nghiệp rồi thi đại học ấy, đối với các bạn lớn. Ở đây thầy nói thêm một cái ý nữa để các con thấy. Do là việc tuy nhỏ chớ tự làm không được học, cho nên là có những cái bạn lớn ấy mà thích học cái gì là đăng ký cái đó, đăng ký rất nhiều trường, cuối cùng là điểm rất cao nhưng không đạt được trường nào cả. Chưa hết. Vì sao vậy? Bởi vì không hỏi, không xin ý kiến cha mẹ. Thậm chí là cha mẹ định hướng nhắc nhở cũng không nghe. Cuối cùng là không có đậu trường nào cả. Trượt hết. 27, 28 điểm cũng trượt. Các con thấy không? Tự ý làm. Không nghe lời người lớn. Không biết hỏi người lớn, không biết xin ý kiến của người lớn. Cho nên cái thiệt thòi chúng ta nó ngay trước mắt. Lớn rồi cũng vẫn bị. Mà cái việc này nó xảy ra là do từ khi còn bé, cái việc nhỏ thì chúng ta cũng tự ý làm. Mà thầy nghĩ không chỉ có mỗi việc thi đại học đâu, mà tương lai vẫn cái tính cách này thì sẽ còn phải gặp rất nhiều những cái khó khăn nữa trong tương lai. Nên các con thấy Thánh Hiền dạy chúng ta việc tuy nhỏ chớ tự làm, là dạy chúng ta ngay từ khi còn nhỏ, bất cứ việc gì chúng ta cũng nên xin ý kiến. Có thể chúng ta xin ý kiến 100 cái ý kiến, nhưng mà chúng ta có quyền chọn lựa sau này ấy. Còn bây giờ các con đang còn bé thì chúng ta phải tuyệt đối nghe lời ông bà cha mẹ và thầy cô chỉ dạy, thì các con sẽ tránh được những cái sai lầm không đáng có. Rồi hôm nay chúng ta dừng tuần này ở đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Chúc các con có một ngày thực hành thiết tắc người con thật tốt nha.